hợp lý, ba đồ full, cầm ca tiền về thôi mua bịch thuốc lắc đi. Thôi mua bịch thuốc lắc đi. Thuốc đắng vào người ăn lắc. Dầu lo kim với thể phát Ecaliton, Menthol, chỉ số mũi cảm cúm đau đầu. Né. Ui giời, nó né bên kia chứ anh em ơi. Toang thiệt. Không là một mạng rồi. Catch it, bitch. Ây. Chết đây đi kìa, đi ơi. Đây đi còn hiu. Ô, mất tầm nhìn. Mày. À, kéo chúng là lấy nửa nửa cây máu nó chắc không mít này. Về kịp ba con lính không? Chắc kịp quá ha. Kịp hay không? Cùng lúc qua đây luôn này. Đều luôn, tuyệt vời. À, chưa lộ, chưa lộ, chưa lộ. Gotcha, bitch. Về thôi, về thôi. Tôi về trước, tôi đi mua đồ, tôi còn đi ganh. Cho qua đây ở lại farm đi. Dùng mạng luôn. Mày chạy đi đâu? Con mau cái này. Support Tuyển. Support Tuyển. Rồi, chạy đâu mà chạy. Ui, nó chạy được kìa anh em ơi, tin được không? Nó bị kẹt rồi anh em ơi. À, quăng cái lồng đèn hơi toang, giúp phát tuyển hơi toang. Phát tuyển hết mana rồi anh em ơi. Ui, giúp phát tuyển tăng cái lồng đèn hơi giống Slay xíu anh em ơi, sorry. Nay tôi bị cây nó chặn. Thằng AD này, cái thằng AD này nó đi với support đúng kiểu trời sinh một cặp vẫn đỡ sao nổi. Nope. Sặc. Nè, lỗi quá. Cái thằng AD này nó đi với con support này thì đúng là thứ gì đỡ nổi, Thằng AD đi ra luôn chứ, thằng AD đi về à. Thằng AD nó bắn cái R liếm mạng liên tục. Tí rủ đua giờ đấy. Nope. À. Tôi bắn. Thôi gọi AD cứ để đấy cho anh em tôi chơi vậy. Anh em tôi xử lý. Hình như là phải đấy, mình không nên ném lồng đèn, mình cứ đánh thường thôi được rồi. Thằng AD cũng không nên bấm lồng đèn, nếu mà mình kiểu ném lỗi thì thằng AD không nên bấm. Phải đấy mình ném lồng đèn lỗi nha anh em. Vậy là mình cứ để lồng đèn đấy cho thằng AD chơi với mình thôi, rồi mình giữ cái lồng đèn lại sau. Mình cứ đánh thằng AD nó trước là được à. Không cần phải ném lồng đèn cho AD mình làm cái gì cả. Đây có Mao Kai anh em ơi. Ui, ấy sao thằng kia không chết vậy?
Sao Mao Kang không chết vậy? Cái thằng AD này, cái thằng AD này nó bắn. Ê, ê, lùi. À, team mình không xuống để Mao Kang nó phá con mắt nhờn nhớ. Ủa rất sai này. Bot này hơi bị cháy. Rồi luôn, no lab ơi. À. Ô lab ơi, Levi kéo trượt rồi. Sao mình không để ý nó còn tốc biến nhở? Để kéo lại nó tốc biến rồi mới kéo chứ. Nope. Nó phải kéo sớm xíu là trúng rồi đó, là dính rồi đó. Một sát. Hai cháu. Ấy, có thể kéo nó rồi không phi được vô. Ủa mày làm gì ta? Chết xàm à? Hay đâu vậy? Hay có đồng hồ. À. Kéo nè. E nè. Quy nè. Trượt nè. Hay quá các bạn ơi, đi lên thôi, SD dead được mà. Xíu mất cái giày cơ động là đi đấy. Ôi ấn nhầm. Sao thế nhờ, ấn nhầm xong rồi lại còn ấy nữa, kéo hụt đấy. Thread này nó hơi bù nhìn xíu nhở. Ô thì là full đồ đó hả? Support thì là full đồ đó hả? Tại vì phải mua mắt đó mà. Tại vì support mua được có 3 đồ là full à? Mình full đồ rồi mà đúng không anh em? Bây giờ mua mắt tím một ô là full đồ mẹ ơi. Hơ, hợp lý. 3 đồ full. Cầm ca tiền về thôi mua bịch thuốc lắc đi. Thôi mua bịch thuốc lắc đi. Thuốc đắng vào người ăn lắc. Dầu Loki với thể phát Ecalipton Menthol, chỉ số mũi cảm cúm đau cơ.
kéo. Trời ơi, mù mắt nữa đi, mù mắt nữa đi. Kéo. Trượt. Chết máu luôn. Ui, đau quá, đau quá, anh em mày đau quá, đau quá, đau quá, hai thằng này nó bắn đau quá. À, trượt, trượt, trượt. Thú hồn, thú hồn, thú hồn. Yeah.